Học sinh đã quay trở lại với uh, chuỗi bứt phá điểm thi vào 10 cùng học mãi được uh, phát sóng trực tiếp trên hệ thống fanpage, YouTube và blog học tốt của học mãi Trung học cơ sở. Như các em cũng đã biết rằng uh, trong chuỗi series những bài giảng bứt phá điểm thi vào 10 cùng học mãi, uh, các thầy cô giáo không chỉ cung cấp cho các em uh, những kiến thức trọng tâm cơ bản, những kỹ năng làm bài hiệu quả, mà điều quan trọng hơn, các thầy cô cũng muốn gửi đến các em uh, những cái phương pháp, uh, những cái bí kíp làm bài làm sao để cho các em ôn thi thật là hiệu quả và chinh phục được kỳ thi vào 10 nay thì cô Trang rất vui được quay trở lại cùng với các em trong chuỗi series bài giảng bứt phá điểm thi vào 10 cùng học mãi với chủ đề đó là ôn thi vào 10 à, giai đoạn nước rút và những lưu ý quan trọng trong môn ngữ văn. Như các em cũng đã biết rằng à, chúng ta chỉ còn một tháng nữa thôi là chúng ta bước vào một kỳ thi vào 10 rất là quan trọng Kỳ thi này có ý nghĩa không chỉ là giai đoạn chuyển cấp mà đây còn là cuộc thi mà đánh dấu sự trưởng thành của các em, à, đặc biệt là các bạn sẽ còn đăng ký vào nguyện vọng với rất nhiều các trường trung học phổ thông bao gồm cả thi chuyên nữa. Vì thế, đây là một kỳ thi quan trọng và để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này thì chúng ta không chỉ chuẩn bị hành trang tinh thần của mình về kiến thức, kỹ năng mà chúng ta còn phải chuẩn bị đầy đủ cả về tâm lý nữa, đúng không nào? Và với bài giảng ngày hôm nay thì cô Trang sẽ chia sẻ với các em những nội dung quan trọng sau đây. Trước hết là cô cho chúng ta sẽ cùng hệ thống lại kiến thức trọng tâm của môn ngữ văn vào 10. Thứ hai chúng ta sẽ cùng điểm lại những lưu ý để tránh mất điểm trong bài thi ngữ văn và cuối cùng là chúng ta làm thế nào để có một cái phương pháp luyện thi hiệu quả trong giai đoạn ôn thi nước rút khi chỉ còn lại có một tháng nữa thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi vào phần hệ thống kiến thức trọng tâm của môn ngữ văn vào 10 nhé. Như các em cũng đã biết, cấu trúc của đề thi Ngữ văn vào 10 thì bao gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là phần đọc hiểu văn bản. Bao gồm các câu hỏi liên quan đến phần đọc hiểu của những tác phẩm văn học mà chúng ta đã được học, như là hỏi về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, chỉ ra những từ ngữ câu quan trọng, rồi chỉ ra những biện pháp tu từ, ngôn ngữ giọng điệu, giải thích ý nghĩa của từ, ý nghĩa nhan đề, ngôi kể, tác dụng tình huống chuyện, vân vân. Phần thứ hai đó là phần tạo lập đoạn văn và bài văn. Trong phần tạo lập, văn bản này thì sẽ có các dạng sau đây. Thứ nhất là dạng bài nghị luận văn học. Yêu cầu viết đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp hoặc tổng phân hợp, hoặc yêu cầu viết bài văn nghị luận văn học về tác phẩm thơ hoặc truyện. Thứ hai là kiểu bài nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống hoặc một tư tưởng đạo lý và liên quan đến những văn bản trong sách giáo khoa hoặc là ngoài sách giáo khoa. Đây là hai À, phần rất là trọng tâm của cấu trúc đề thi ngữ văn vào 10 của tất cả các tỉnh thành trên cả nước thì bao giờ cũng sẽ gồm với hai kiểu dạng bài này. Điểm qua các em có thể nhìn thấy cấu trúc đề thi văn vào 10 của thành phố Hồ Chí Minh. Của năm 2019 2020 cũng có hai phần, phần 1 là đọc hiểu một văn bản ngoài sách giáo khoa bao gồm các câu hỏi đọc hiểu, à, câu 2 là một câu hỏi nghị luận xã hội và câu 3 là một câu hỏi nghị luận văn học đề thi ngữ văn của thành phố hải phòng và đề thi ngữ văn của tỉnh nghệ an cũng tương tự như vậy cũng bao gồm có hai phần phần đọc hiểu văn bản và phần làm văn và phần nghị luận xã hội như vậy với cấu trúc của các đề thi chung như vậy thì chúng ta sẽ cùng hệ thống lại những kiến thức trọng tâm nhé đầu tiên với kiến thức trọng tâm của văn bản ngữ văn để chúng ta cùng uh, bắt tay vào chúng ta ôn tập ở giai đoạn nước rút này thì các em luôn luôn nhớ giúp cô về mặt nghị luận văn học thì chúng ta sẽ ôn kỹ các văn bản về hai thể loại đó là văn bản trữ tình còn gọi là văn bản thơ và văn bản tự sự còn gọi là văn bản truyện bao gồm các tác phẩm như sau về phần thơ có chuyện kiều của nguyễn du với đoạn trích chị em thúy kiều kiều lồng ngưng bích về chuyện lục vân tiên của nguyễn đình triều chúng ta có ôn tập đoạn trích lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga các tác phẩm thơ hiện đại đồng chí của chính hữu Bài thơ về từ đội xe không kính của Phạm Tiến Duật, Bếp lửa của Bằng Việt, ánh trăng của Nguyễn Duy, đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận, mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải, viếng lăng Bác, viễn phương nói với con của Y Phương và cuối cùng là bài sang thu của Hữu Thỉnh. Về tác phẩm truyện, chúng ta sẽ có các tác phẩm trung đại và văn bản truyện ngắn hiện đại. Về văn bản, bản trung đại chúng ta có truyện Người con gái Nam Xương viết theo thể loại truyện truyền kỳ của Nguyễn Dữ. Thể loại tiểu thuyết lịch sử, chúng ta có Hoàng Lê Nhất Thống Chí với đoạn trích hồi thứ 14. Các tác phẩm truyện hiện đại, chúng ta có Làng của Kim Lân, Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long, Chiếc lực ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng và cuối cùng học kỳ 2 chúng ta có văn bản Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê. Ngoài những văn bản này ra thì chúng ta cũng thấy rằng đây là những văn bản rất là trọng tâm thì chúng ta cũng không quên phần ôn tập những văn bản khác. Ví dụ như là những văn bản về văn học nước ngoài, À, hoặc là chúng ta cũng à, xem lại những văn bản đọc thêm đúng không nào. Với các dạng đề mà chúng ta sẽ cùng ôn tập kỹ lại với các dạng đề thì thứ nhất là kiểu bài nghị luận về thơ, thứ hai là kiểu bài nghị luận về chuyện và thứ ba là kiểu bài nghị luận xã hội. Trong đó, kiểu bài nghị luận về thơ hoặc chuyện là kiểu bài mà chiếm rất là nhiều điểm ở trong cấu trúc đề thi vào 10. Còn nghị luận xã hội thì sẽ chiếm khoảng từ 30 cho đến 40% điểm. Kiểu bài nghị luận về thơ hoặc chuyện sẽ chiếm từ khoảng 50 đến 60% trên tổng số điểm của đề thi vào 10. Chúng ta sẽ cùng ôn tập lại từng kiểu bài và cô Trang sẽ hướng dẫn các em những cái cách thức để chúng ta triển khai các bước luận điểm làm sao cho hợp lý và chặt chẽ nhé. Đầu tiên với kiểu bài nghị luận về thơ. Vậy thì lưu ý đầu tiên quan trọng khi mà các em học thơ là gì? À, trong quá trình khi mà các bạn học sinh chúng ta học thì cô thấy các bạn rất hay nhầm lẫn giữa hai thể loại thơ và truyện chúng ta sẽ ôn tập theo một cách rất là cảm tính chủ quan và chúng ta không có cái cách thức để chúng ta ôn tập làm sao để theo đặc trưng thể loại chính vì thế mà chúng các em luôn luôn gặp những cái khó khăn khi mà chúng ta phân tích đặc trưng của một bài thơ là gì thế thì lưu ý đầu tiên khi mà các em học một tác phẩm thơ là những yếu tố quan trọng sau đây trước hết bài thơ đó được viết theo chủ đề gì nội dung chính của văn bản thơ đó là gì Thứ hai là mạch cảm xúc. Mạch cảm xúc của bài thơ đi theo trình tự nào? Cô lấy ví dụ như mạch cảm xúc của bài thơ Viếng Lăng Bác đi theo trình tự của hành đoàn người vào Viếng Lăng Bác từ phía ngoài lăng bước vào trong lăng và cuối cùng là rời khỏi lăng, hay là mạch cảm xúc của bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt thì chúng ta lại thấy đi theo cái trình tự thời gian từ Hiện tại, nhà thơ quay ngược trở về quá khứ, hồi tưởng lại những kỷ niệm ký ức về bà và đoạn cuối là quay lại thời điểm hiện tại. Như vậy là việc xác định được cái mạch cảm xúc của bài thơ sẽ giúp cho các em có thể phân chia và hiểu được bố cục bài thơ một cách dễ dàng hơn. Điều quan trọng nhất trong một tác phẩm thơ, các em cần phải nhớ được những hình ảnh thơ và những biện pháp nghệ thuật, những cái từ ngữ ngôn từ biểu cảm trong tác phẩm thơ đó. Thơ chính là tiếng nói của tình cảm và thơ là một sự nghệ thuật của ngôn từ Chính vì thế nên chúng ta không thể quên Chúng ta sẽ phải ôn tập rất kỹ về đặc trưng thể loại thơ này Tiếp theo đó là nhân vật trữ tình trong thơ Nếu như trong chuyện ngắn thì đó là một nhân vật mang tính cách, mang số phận Thì trong thơ người ta gọi đấy là nhân vật trữ tình Và nhân vật trữ tình đấy sẽ có thể là tác giả Nhưng cũng có thể là một người khác mà nhà thơ đã mượn Cô lấy ví dụ như trong bài thơ Viếng Lăng Bác thì nhân vật trữ tình là một người con từ miền Nam ra thăm Lăng Bác và đó chính là nhà thơ Viễn Phương. Nhưng trong bài thơ nói với con của Y Phương thì nhân vật trữ tình ở đây lại là lời của người cha nói với con, hay là nhân vật trữ tình trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải thì tôi ở đây lại chính là nhà thơ Thanh Hải. Như vậy là mỗi một tác phẩm thơ, nhân vật trữ tình cái người bộc lộ tình cảm trong thơ đó có thể là chính tác giả nhưng cũng có thể là một cái nhân vật mà nhà thơ mượn để bộc lộ bày tỏ cảm xúc tình cảm của mình. Đây chính là năm yếu tố cơ bản mà chúng ta cần lưu ý khi chúng ta học tác phẩm thơ và có nắm được những cái yếu tố cơ bản này các em sẽ đi vào uh, phân tích cũng như là học được theo đúng đặc trưng thể loại hơn. Cuối cùng từ đó thì tác phẩm thoát toát ra được những cái tình cảm của nhân vật trữ tình ra sao. Vậy dạng đề đầu tiên mà chúng ta làm kiểu bài nghị luận về thơ chính là dạng bài uh, phân tích hoặc là nêu cảm nghĩ về một đoạn thơ hoặc là khổ thơ. Thế thì với kiểu bài phân tích nêu cảm nghĩ về một đoạn thơ hoặc một khổ thơ thì chúng ta sẽ đi theo các bước triển khai như sau. Đầu tiên chúng ta cần phải xác định được vị trí đoạn thơ, nội dung chính của đoạn thơ đó là gì. Việc xác định này sẽ giúp cho chúng ta có thể viết được câu chủ đề một cách chính xác hơn. Bước tiếp theo, chúng ta phân tích và chỉ ra những hình ảnh thơ, những biện pháp nghệ thuật, những ngôn từ biểu cảm được sử dụng trong khổ thơ đoạn thơ đó và phân tích tác dụng của việc bộc lộ tình cảm cảm xúc thông qua những biện pháp nghệ thuật và ngôn từ đó. Và cuối cùng là chúng ta khái quát lại bức tranh hoặc là tình cảm của tác giả được thể hiện trong uh, khổ thơ đó. Cô lấy ví dụ như khi các em chúng ta uh, phân tích uh, được một nhận một đề bài đó là uh, phân tích khổ thứ hai của bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương thì các em thấy là khổ thứ hai sẽ về vị trí đây là khổ thứ hai của bài thơ Viếng Lăng Bác, về nội dung chính là thể hiện cái cảm xúc khi mà nhà thơ hòa cùng dòng người vào viếng Lăng Bác. Như vậy ta đã làm được cái bước thứ nhất, bước đầu tiên đúng không nào? Bước thứ hai tôi sẽ phân tích các hình ảnh, biện pháp nghệ thuật và những cái ngôn từ biểu cảm trong khổ thơ này. Thì chúng ta sẽ đi theo là phân tích lần lượt các hình ảnh như là hình ảnh sóng đôi, mặt trời trên lăng, mặt trời trong lăng, rồi điệp ngữ ngày ngày, rồi hình ảnh ẩn dụ mặt trời trong lăng rất đỏ, ẩn dụ cho bác Hồ. Rồi hình ảnh đi trong thương nhớ biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, biện pháp ẩn dụ chàng hoa dâng 79 mùa xuân và hoán dụ 79 mùa xuân đại diện cho cuộc đời 79 tuổi bác đã cống hiến cho dân tộc. Như vậy bước hai là bước mà các em chúng ta sẽ phải triển khai nhiều ý và phải làm sao để làm sáng tỏ cho cái nội dung đó là cảm xúc của nhà thơ khi hòa cùng lòng dòng người vào viếng lăng bác. Cuối cùng chúng ta sẽ khái quát lại tình cảm của nhà thơ Viễn Phương trong khổ thơ thứ hai đó là bày tỏ lòng thành kính biết ơn và cái nỗi xúc động trào dâng khi hòa cùng dòng người vào viếng lăng bác. Khi các em đã đi đúng được các bước triển khai luận điểm như thế này, thì chúng ta chắc chắn là các em sẽ làm bài rất là hiệu quả và hơn nữa chúng ta sẽ không bị xa đà vào những chi tiết vụn vặt quan trọng hơn là chúng ta sẽ đi đúng vào việc phân tích theo đúng đặc trưng thể loại của tác phẩm thơ dạng thứ hai trong phân tích về thể loại thơ mà chúng ta có thể thường gặp chính là à, phân tích một cái giá trị nội dung hoặc là một cái giá trị nghệ thuật trong một tác phẩm thơ ví dụ như là khi chúng ta phân tích về à, tình cảm cha con trong tình cảm của người cha dành cho con trong bài thơ nói với con của Y Phương hay là chúng ta phân tích hình ảnh người bà trong bài thơ bếp lửa của Bằng Việt hay là chúng ta có thể phân tích một cái yếu tố nghệ thuật ở trong bài thơ, ví dụ như khi chúng ta uh, phân tích uh, yếu tố nghệ thuật như là giọng điệu hay là ngôn từ trong một tác phẩm nhất định thì chúng ta cũng hãy xác định cho cô về cái giá trị nội dung và nghệ thuật đó, sau đó các em sẽ lấy những cái hình ảnh, những cái ngôn từ, những cái câu thơ trong bài thơ đó để bộc lộ rõ được giá trị nội dung và nghệ thuật đó. Cuối cùng chúng ta sẽ kết luận lại về giá trị nội dung và nghệ thuật được thể hiện ở trong bài thơ mà chúng ta xét đến. Kiểu bài thứ hai là kiểu bài kỹ năng làm bài nghị luận về chuyện. Và khi bắt đầu với kiểu bài nghị luận về chuyện, chúng ta cũng cần phải nhớ những yếu tố đặc trưng của thể loại chuyện. Nếu như thơ là yếu tố của tình cảm, cảm xúc là những biện pháp nghệ thuật, là ngôn từ biểu cảm, thì chuyện sẽ là những yếu tố nào? Ta sẽ cùng lưu ý như sau cho cô. Thứ nhất đó là chủ đề, tức là nội dung chính mà tác phẩm đó đề cập đến. Thứ hai là cốt truyện. Cốt truyện ở đây bao gồm là diễn biến tình tiết những cái sự việc xảy ra trong câu chuyện đó theo một cái trình tự nhất định. Thứ ba đó là yếu tố ngôi kể và tác dụng của ngôi kể. Mỗi một tác phẩm, việc lựa chọn ngôi kể cũng thể hiện điểm nhìn của tác giả, của nhà văn. Cô lấy ví dụ như tác phẩm Lặng lẽ Sapa, thì ngôi kể ở đây đó là ngôi kể thứ ba nhưng điểm nhìn trần thuật chủ yếu lại từ nhân vật bác họa sĩ và qua đó thì đây là một cái ngôi kể mang tính rất là khách quan và linh hoạt trong việc di chuyển điểm nhìn và từ đó thì nhà văn có thể thể hiện bày tỏ được cái cảm xúc của mình một cái uh, góc nhìn của mình đối với nhân vật anh thanh niên còn tác phẩm chiếc lược ngà thì ngôi kể lại là ngôi kể thứ nhất xưng tôi và người kể là bác ba à, bác ba vừa là người bạn thân thiết của ông Sáu lại vừa là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện cảm động về chiếc lửa ngà. Vì thế nên vụ lực lựa chọn nhân vật bác ba sẽ đem lại một cách kể rất là chân thực, cảm động và có thể bộc lộ được rõ cảm xúc của nhân vật trong cuộc. Tiếp theo là tình huống chuyện. Mỗi một tác phẩm chuyện được xây dựng dựa trên một hoặc nhiều tình huống và những tình huống này sẽ là nơi tập trung bộc lộ rõ nét những cái thông điệp, những cái tính cách nhân vật của tác giả. Cô lấy ví dụ như trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa thì nhân vật anh thanh niên được xây dựng trong một tình huống là cuộc gặp gỡ và trò chuyện giữa các nhân vật và trong cuộc gặp gỡ trò chuyện với trong vòng 20 phút ấy thì anh thanh niên đã bộc lộ tất cả những cái phẩm chất tốt đẹp của mình. Hay là nhân vật ông hai được đặt trong một tình huống vô cùng thử thách đó là tình huống uh, ông nghe tin làng chợ dầu theo giặc và từ cái tin tức làng chợ dầu theo giặc đấy thì ông hai đã bộc lộ tất cả những uh, suy nghĩ bộc lộ những diễn biến tâm trạng của mình hay là nhân vật bé thu và ông sáu được xây dựng trong các tình huống rất là éo le và chớ trêu. Vậy thì tình huống chuyện là một trong những yếu tố rất là quan trọng của tác phẩm truyện mà các em học sinh khi học chúng ta luôn luôn cần phải nhớ. Trong một tác phẩm truyện thì yếu tố nhân vật là yếu tố vô cùng quan trọng. Nhân vật có thể được coi chính là một cái chìa khóa là một yếu tố quan trọng để chúng ta bước vào và à, có thể đọc hiểu được tác phẩm truyện một cách hiệu quả. Nhân vật đó mang tính cách mang số phận và thể hiện rõ cái tư tưởng chủ đề của tác phẩm. Cuối cùng đó là yếu tố về chi tiết nghệ thuật. Trong yếu tố chi tiết nghệ thuật thì các em học sinh lưu ý là chi tiết nghệ thuật là gì? Là những cái tình tiết trong tác phẩm truyện mà tình tiết đó nhà văn sẽ góp phần bộc lộ được rõ nét những cái ý đồ nghệ thuật của mình. Cô lấy ví dụ như là à, chi tiết anh thanh niên tặng hoa cho cô kỹ sư, hay là trong tác phẩm chiếc lược ngà có những cái chi tiết rất là cảm động như là chi tiết vết thẹo trên gương mặt ông Sáu. Chi tiết vết thẹo này được nhắc đi nhắc lại đến rất là nhiều lần. Đầu tiên là xuất hiện khi mà ông Sáu gặp lại con sau 8 năm xa cách và do quá xúc động nên cái vết thẹo trên gương mặt ông cứ dần dật lên trông thật đáng sợ. Vết thẹo này là một di chứng của chiến tranh nhưng cũng vô tình trở thành một cái khoảng cách vô hình ngăn cách giữa hai tình cảm cha con. Đến đoạn trong đoạn chia tay rất là cảm động giữa ông Sáu và bé Thu thì kép lại thấy một lần nữa nhà văn Quang Sáng nhắc lại chi tiết vết thẹo À, con bé chạy lại ôm lên cổ anh Nó hôn lên cả à, gương mặt anh Hôn lên tóc anh Và hôn cả lên vết thẹo dài của anh nữa Chỉ đi vết thẹo đây lại xuất hiện một lần nữa Nhưng không phải là khoảng cách của chiến tranh Không phải là khoảng cách của hai cha con Là di, di chứng của chiến tranh nữa Mà vết thẹo này lại trở thành Một cái cầu nối vô hình giữa hai cha con Bé Thu đã chấp nhận Một người cha có thể không hoàn hảo Như trong bức ảnh chụp chung với má Một người cha trong có một cái vết thẹo dài Nhưng đó là một người cha mà bé Thu rất mực tự hào hay là chi tiết chiếc lược ngà. Chiếc lược ngà là một chi tiết rất cảm động trong tác phẩm cùng tên và chiếc lược ngà không chỉ là biểu tượng cho tình cảm cha con bất diệt trong chiến tranh mà nó còn là một kỷ vật thiêng liêng mà ông Sáu để lại cho bé Thu trước khi hy sinh. Đó cũng là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa người còn sống với người đã khuất. Có thể nói rằng, việc khi các em chúng ta đọc hiểu một tác phẩm truyện chúng ta lưu ý đến các yếu tố về ngôi kể, tình huống, nhân vật và chi tiết nghệ thuật là những yếu tố vô cùng quan trọng các dạng bài nghị luận về chuyện thì các em có thể sẽ gặp dạng bài đầu tiên chính là dạng bài phân tích hay nêu cảm nghĩ về một nhân vật trong tác phẩm truyện. Khi phân tích hoặc nêu cảm nghĩ về một nhân vật trong tác phẩm truyện, các em có thể đi theo các bước như sau. Luận điểm đầu tiên là các em sẽ giới thiệu về nhân vật cùng với hoàn cảnh xuất thân và lai lịch của nhân vật. Luận điểm thứ hai, các em sẽ cùng đi phân tích những lời nói, hành động của nhân vật thông qua các cái tình huống truyện hoặc chúng ta có thể đi phân tích cái diễn biến tâm trạng của nhân vật thông qua các tình huống chuyện để từ đó chúng ta sẽ khái quát được nên cái tính cách phẩm chất của nhân vật. Và cuối cùng, bước cuối cùng là các em chúng ta sẽ nhận xét khái quát về tính biểu tượng của nhân vật cũng như là nhận xét về nghệ thuật xây dựng nhân vật. Vậy ba bước này là ba bước khi mà chúng ta sẽ triển khai luận điểm ở trong kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện phân tích nhân vật văn học dạng thứ hai là phân tích một giá trị nội dung hoặc là giá trị nghệ thuật trong tác phẩm truyện cô lấy ví dụ như là à, phân tích về tình cảm cha con của ông sáu và bé thu trong tác phẩm lặng lẽ Sapa hay là phân tích vẻ đẹp thiên nhiên trong à, cô xin lỗi tình cảm của ông sáu và bé thu trong tác phẩm chiếc lược ngà của nhà văn nguyễn quang sáng hay là phân tích vẻ đẹp hình ảnh thiên nhiên trong tác phẩm lặng lẽ Sapa hay là chúng ta phân tích về vẻ đẹp của à, cái cuộc sống phân tích về cái cuộc sống chiến tranh vô cùng là ác liệt, gian khổ ở trong văn bản những ngôi sao xa xôi. Cũng có thể là chúng ta sẽ phân tích một yếu tố về nghệ thuật của tác phẩm truyện như là phân tích về yếu tố ngôn từ và giọng điệu trong tác phẩm những ngôi sao xa xôi. Thì khi đấy chúng ta sẽ đi theo ba bước như sau. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ cùng xác định về giá trị nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm đó và có thể là chúng ta sẽ phải giải thích các yếu tố đó ra. Bước thứ hai, chúng ta sẽ triển khai các giá trị đó thành các luận điểm và được minh chứng trong tác phẩm thành các dẫn chứng trong tác phẩm. Và bước cuối cùng thì chúng ta không chỉ phân tích dẫn chứng mà chúng ta sẽ còn khái quát lại và nhận xét lại về các yếu tố đó. Như vậy với kiểu bài nghị luận về thơ và nghị luận về chuyện một lần nữa thì cô Trang lưu ý với tất cả các em chúng ta sẽ cùng phân định được hai kiểu bài này nghị luận về thơ thì có điểm gì khác với chuyện những cái đặc trưng cơ bản của thơ và chuyện có điểm gì khác nhau. Nếu như thơ thì nghiêng về mạch cảm xúc những biện pháp nghệ thuật ngôn từ biểu cảm, nhân vật trữ tình thì chuyện lại thiên về những yếu tố liên quan đến ngôi kể, tình huống, nhân vật, cốt truyện và chi tiết nghệ thuật. Khi chúng ta đã nắm vững được các kiểu bài này rồi thì cô tin chắc chắn rằng các em ta sẽ có thể chinh phục được các tác phẩm thơ một cách rất là dễ dàng đúng không nào? Kiểu bài mà cô thấy các bạn học sinh vẫn luôn luôn cảm thấy khó khăn nhất cũng như là lo lắng nhất chính là kiểu bài nghị luận xã hội. Và hàng năm thì các bạn uh, luôn luôn đặt ra những cái câu hỏi uh, không biết là năm nay thì những kiểu bài nghị luận xã hội là sẽ là kiểu bài nào đây hay là những vấn đề nghị luận uh, xã hội thời sự là những vấn đề nào uh, trong quá trình khi mà ôn thi cho tất cả các bạn học sinh uh, cũng như là gặp rất nhiều những câu hỏi của các em thì cô trang nhận thấy rằng đây vẫn luôn luôn là kiểu bài mà các bạn học sinh đã thường hay có câu hỏi thắc mắc nhất uh, vậy thì để chúng ta có thể giải đáp những cái câu hỏi những lo lắng băn khoăn và thắc mắc của các em thì chúng ta phải cùng hiểu về trước hết là nghị luận xã hội À, sẽ có những dạng bài nào nhé. Đầu tiên kem thấy rằng nghị luận xã hội thì sẽ bao gồm có hai dạng, dù có là bài gì đi chăng nữa cũng sẽ quy về được hai dạng. Dạng thứ nhất đó là nghị luận về tư tưởng đạo lý và dạng thứ hai là kiểu bài nghị luận về hiện tượng đời sống. Thế trước hết nghị luận về hiện tượng đời sống là gì? Là việc mà chúng ta bàn luận, bàn bạc về những cái hiện tượng xảy ra cụ thể trong đời sống có tính cấp bách, gần gũi và có ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. À, cô lấy ví dụ như là à, thực trạng về à, nghiện mạng xã hội của giới trẻ ngày nay hay là à, thực trạng hiện tượng về cuồng thần tượng của giới thể, thể trẻ ngày nay hay là à, nói về những cái hiện tượng tích cực ví dụ như là phong trào tình nguyện rồi phong trào hiến máu nhân đạo à, phong trào sống xanh vân vân thì đấy chính là những hiện tượng cụ thể trong đời sống gần à, gũi và có ảnh hưởng đến cuộc sống của con người nó có thể là một hiện tượng tích cực hoặc là một hiện tượng tiêu cực Kiểu bài mà chúng ta hay gặp nhiều nhất trong đề thi văn vào 10 chính là kiểu bài nghị luận về tư tưởng đạo lý. Tư tưởng đạo lý là gì? Là chúng ta sẽ bàn luận về những vấn đề thuộc về tư tưởng này, đạo đức này, lối sống này, cách ứng xử của con người trong cuộc sống. Và so sánh giữa hai kiểu bài này, Kem sẽ thấy rằng nếu như hiện tượng đời sống là những vấn đề hết sức là cụ thể xảy ra trong đời sống mà chúng ta có thể chứng kiến bằng mắt thấy tai nghe, thì tư tưởng đạo lý sẽ là những vấn đề thuộc về giá trị tinh thần thuộc về tư tưởng đạo đức và lối sống của con người và những vấn đề thuộc về phạm vi trừu tượng. Ví dụ như những các phẩm chất của con người như là à, trung thực, tự trọng hay là những vấn đề về thuộc giá trị tinh thần như là lòng yêu nước, rồi lòng tự tôn dân tộc hay là những vấn đề thuộc về lối sống của con người như là lối sống vô cảm, rồi lối sống thực dụng, vân vân. Tất cả cái đó đều là những vấn đề thuộc về lĩnh vực tư tưởng đạo lý. Với các kiểu bài nghị luận xã hội thì thường sẽ có hai cách để ra đề như sau. Cách thứ nhất là ra đề dưới dạng đề bài trực tiếp, tức là yêu cầu đề bài được thể hiện rõ trong đề bài, thể hiện suy nghĩ của em về đức tính trung thực hay là bàn luận về thực trạng đọc sách của giới trẻ hiện nay. Đây là những đề bài trực tiếp. Ngoài ra còn có những kiểu đề bài gián tiếp như là đưa ra một ý kiến hoặc là một nhận định, hoặc là câu danh ngôn hoặc câu tục ngữ. Ví dụ như đề thi Hà Nội năm 2020 năm ngoái thì em hiểu thế nào là ý kiến, cách ứng xử chính là sự phản chiếu nhân cách của con người? Đây là tung ra một ý kiến và các em ta sẽ bàn luận về ý kiến đó. Đề bài gián tiếp sẽ đưa ra dưới dạng là một ý kiến, một nhận định, một câu danh ngôn, câu tục ngữ hoặc có thể là một câu chuyện, một bức tranh hoặc là bức ảnh. Cô còn nhớ đề thi của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 à ra đề dưới dạng một à, bức à, các cái bức tranh à, rất là thú vị. Đó là bức tranh về một cái cây, à, một cái cây nói rằng là tôi là cái cây cao nhất và nổi bật nhất. À, cây số 2 thì nói rằng là à, tôi sẽ tìm cách để cưa bớt cậu để sau đó tôi sẽ cao hơn cậu Hình ảnh của cây số 3 à, có một cái câu nói là tôi sẽ không cơ cậu mà tôi sẽ cố gắng từng ngày để cao hơn cậu Và cây số 4 thì nói rằng là à, cậu cao hay thấp đối với tớ thì không quan trọng, tớ không thích bị so sánh mình với người khác Thế thì đề bài đưa ra với hình ảnh của bốn cái cây và đặt ra một câu hỏi là vậy thì em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào trong cách ứng xử của các cây số 2, số 3 và số 4 Cô cho rằng đây là những đề bài rất là thú vị và đưa ra cho các em nhiều cái sự lựa chọn khác nhau. À, mặc dù như vậy thì nó vẫn thuộc, đó là thuộc về vấn đề về tư tưởng đạo lý và cách ứng xử của con người trong đời sống và đưa ra những đề bài rất là nhiều sự lựa chọn để chúng ta có thể bày tỏ quan điểm. Và xu hướng ra đề trong đề thi ngữ văn vào 10 trong những năm gần đây sẽ thường là xu hướng theo cách, theo ra đề, theo kiểu đề bài gián tiếp, tức là dưới dạng một cái câu, một ý kiến nào đó hoặc một câu danh ngôn hoặc là có thể đưa ra dưới dạng một câu chuyện hoặc một bức tranh, bức ảnh hoặc có thể là đề bài nhiều lựa chọn vì thông thường những kiểu đề bài này sẽ giúp cho các em có thể bày tỏ được quan điểm của mình một cách rõ ràng hơn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chinh phục được kiểu bài nghị luận về tư tưởng đạo lý cũng như là kiểu bài nghị luận về hiện tượng đời sống? Các em sẽ cùng quan sát cho cô các bước triển khai luận điểm như sau nhé. Bước đầu tiên là bước 1 bao giờ cũng là bước rất là quan trọng trong kiểu bài nghị luận về tư tưởng đạo lý. Các em cần phải giải thích các khái niệm về tư tưởng đạo lý trong đề bài đó có thể là những vấn đề liên quan như là ví dụ về đức tính trung thực hay là lòng tự trọng bước thứ hai là chúng ta sẽ nhận định đánh giá về biểu hiện và vai trò của tư tưởng đạo lý đó luận điểm thứ ba chúng ta sẽ liên hệ và phản đề tức là chúng ta sẽ bàn luận mở rộng về những cái tư tưởng vấn đề trái ngược và chúng ta sẽ liên hệ trong bài học nhận thức bước cuối cùng là chúng ta kết luận rút ra bài học nhận thức cho bản thân vậy thì bước hai và bước ba luận điểm số 2 và luận điểm số 3 sẽ là luận điểm mà các em sẽ thông thường thường hay kết hợp chúng ta đưa dẫn chứng vào trong hai luận điểm này. Gần đây để cô sẽ đưa ra cho các em một ví dụ để chúng ta hình dung được. À, ví dụ như đề bài yêu cầu các em là sẽ bàn luận về đức tính trung thực trong đời sống chẳng hạn. Thì đầu tiên chúng ta cần phải giải thích được trung thực là gì. Bước thứ hai ta sẽ đánh giá được là trung thực là một cái phẩm chất rất là quan trọng, cần thiết với con người trong cuộc sống. Ta nêu những biểu hiện cụ thể của đức tính trung thực và vai trò của đức tính trung thực trong cuộc sống của chúng ta. À, ví dụ như là người trung thực thì sẽ được mọi người khác tin tưởng, tin cậy, xây dựng mối quan hệ rất là tốt đẹp. Thứ hai là trung thực sẽ rèn luyện cho con người luôn luôn là à, sống rất là thẳng thắn, à, sống đúng đắn, thẳng thắn, biết đấu tranh cho lẽ phải, biết đấu tranh để chống lại cái xấu, vân à, vân. À, từ đấy chúng ta sẽ có thể đưa ra một số những dẫn chứng và ví dụ về đức tính trung thực. Bàn luận mở rộng liên khược liên hệ, phản đề lại vấn đề ngoài trái lại với trung thực ngày nay chúng ta thấy có rất nhiều những biểu hiện của những con người thiếu trung thực, à, đó là sự giả dối đúng không nào? thì đây chúng ta bàn luận để lật ngược lại vấn đề để thuyết phục hơn và cuối cùng là chúng ta liên hệ rút ra bài học nhận thức hành động cho bản thân. kiểu bài thứ hai, kiểu bài nghị luận về hiện tượng đời sống chúng ta cũng sẽ đi theo bốn bước. bước 1 đầu tiên cũng vẫn là bước mà chúng ta sẽ cùng giải thích về hiện tượng đó là gì. thứ hai là nêu biểu hiện và thực trạng của vấn đề. thứ ba là vai trò nếu như là vấn đề tích cực thì chúng ta sẽ lập luận về vai trò của vấn đề còn nếu như là vấn đề tiêu cực thì chúng ta sẽ lập luận về tác hại hậu quả của vấn đề và cuối cùng bước cuối cùng kem sẽ đưa ra những cái giải pháp và liên hệ thực tế của vấn đề ví dụ như nói về thực trạng đọc sách của giới trẻ ngày nay chẳng hạn thì bước đầu tiên ta cần phải giải thích được cái thực trạng đọc sách ngày nay nêu những biểu hiện cụ thể và thực trạng của thực trạng đọc sách ngày nay của giới trẻ thường là sẽ đọc theo trào lưu đọc giải trí và chứ không thiên về đọc nghiên cứu hay là đọc nghiền ngẫm, đọc suy ngẫm hậu quả của cái lối đọc sách thực trạng thực dụng ngày nay dẫn đến hậu quả là thế hệ trẻ sẽ không tích lũy được kiến thức và sẽ thường là chỉ đọc một cái rất là hời hợt không có cái độ sâu sắc thêm nữa là cái văn hóa nghe nhìn cũng cuốn hút giới trẻ khiến cho các bạn thường có tình trạng lười đọc sách hoặc là ngại đọc sách từ đó chúng ta có thể đưa ra các cái giải pháp và liên hệ thực tế làm sao để nâng cao được cái vấn đề về thực trạng đọc sách trong đời sống hiện nay như vậy là cô Trang đã hướng dẫn các em với kiểu bài nghị luận về xã hội với hai kiểu bài nghị luận về tư tưởng đạo lý và nghị luận về hiện tượng đời sống. Các em cứ luôn luôn nhớ rằng chúng ta sẽ luôn luôn đi theo đúng các cái bước nghị luận, các cái bước triển khai luận điểm rất là rõ ràng như vậy thì bài của các em không chỉ là chặt chẽ, thuyết phục mà chúng ta còn bám sát được vào cơ bản của vấn đề. Ngoài ra, trong quá trình khi mà cô hướng dẫn các em trong phần làm bài thì có một Vấn đề thực trạng là các bạn thường rất hay thắc mắc về các vấn đề xã hội thường gặp ngày nay như thế nào thì cô có thể sẽ tóm tắt lại cho các em thành những vấn đề như sau. Trong giai đoạn ôn tự ôn thi nước rút, các bạn có thể sẽ chú trọng vào các vấn đề như sau. Thứ nhất là hành trang tinh thần của thế hệ trẻ ngày nay thì sẽ bao gồm những vấn đề liên quan như là à, lý tưởng sống, như là à, giá trị của tinh thần tự học hay là nói về vấn đề liên quan đến à, sự trang bị những cái điều yếu tố cần thiết của thế hệ trẻ ngày nay. Vấn đề thứ hai thuộc về giá trị tinh thần như là lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết, vân vân. Vấn đề thứ ba các thuộc các vấn đề liên quan đến phẩm chất của con người như là trung thực, khiêm tốn, tự trọng, dũng cảm, vân vân. Vấn đề về lối sống tử tế, sống đồng cảm, sống chia sẻ. Ngoài ra chúng ta cũng thể lưu ý đến các vấn đề mang tính toàn cầu như là vấn đề về môi trường, vấn đề về giáo dục, đúng nào những vấn đề về môi trường sống, vấn đề về việc sống xanh sống lành mạnh, vấn đề về giáo dục hiện nay. đương nhiên mỗi một năm thì chúng ta lại cần phải trao dồi và cập nhật thêm cho cô những vấn đề thuộc về uh, cập nhật mang tính thời sự. Ví dụ như năm vừa qua thì các em cũng thấy rằng là những vấn đề liên quan tính thời sự như là uh, tình, tình hình dịch bệnh Covid-19 chẳng hạn thì sẽ có một loạt các đề kèm theo như là tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trong đợt dịch Covid-19 hay là hay là tinh thần tự học của thế hệ trẻ trong đợt dịch Covid-19 hay là vấn đề về việc học online, vân vân. À, cũng có những vấn đề liên quan đến lối sống tử tế, sống chia sẻ và đồng cảm như là đợt lũ lụt miền Trung à, năm cuối năm 2020 hay là à, hiện tượng đầu năm 2021 của anh à, Nguyễn Ngọc Mạnh khi mà đã cứu đứa trẻ rơi từ tầng 12A xuống ở thành phố Hà Nội. Thì chúng ta thấy rằng là những cái vấn đề đó là những vấn đề mang tính thời sự để các em chúng ta có thể quan tâm thêm và chúng ta sẽ trau dồi cho mình thêm những kiến thức để khi mà vào những vấn đề đó các em sẽ không bị quá bỡ ngỡ hoặc là lo lắng và hoang mang Vừa rồi thì cô đã khắc sâu lại cho các em những phần kiến thức trọng tâm Cũng như là hướng dẫn cho các em các bước để chúng ta làm bài thật là hiệu quả à, Dưới đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào những cái lỗi sai thường gặp trong môn văn thi vào 10 Như các em cũng đã biết rằng đối với môn văn là một trong những môn thuộc về lĩnh vực khoa học xã hội và nhiều bạn thì thường cho rằng là cô ơi cô môn văn khó lắm môn văn thường phải viết dài và môn văn thì em không biết thế nào là đủ hay là cô ơi môn văn thì làm thế nào để biết là em viết đúng viết đủ ạ à? em thấy rằng em viết như thế là hay rồi nhưng mà khi đọc bài nhận được bài của mình thì kết quả lại không được như em mong muốn vân vân thế thì các em thấy rằng là phần lớn các bạn đều chỉ nghĩ rằng đơn giản là cứ đọc đề là các em chúng ta sẽ viết ra và chúng ta không hề biết rằng là môn văn cũng giống như là tất cả những môn khoa học khác Chúng ta cũng cần phải đầu tiên là viết đúng rồi đến viết đủ và mới đến viết hay đúng không nào Thế thì một trong những lỗi mà thường gặp thì chúng ta sẽ thường gặp những lỗi sau đây Lỗi đầu tiên là các em không xác định được đúng dạng đề nghị luận xã hội hay là nghị luận văn học Cô lấy ví dụ như là nhiều bạn đọc đề xong cũng không biết được là nó thuộc về nghị luận về hiện tượng đời sống hay là nghị luận về tư tưởng đạo lý nữa và cứ thế là làm bài thôi, làm một cái rất là cảm tính và chủ quan và cứ thế là triển khai và làm bài thôi Đấy như vậy là đầu tiên là em không xác định được đúng cái dạng đề bài đã Hay là các bạn cũng không xác định được đâu là kỷ luận về thơ và đâu là nghị luận về chuyện Đấy thì cái bước này là cái bước đầu tiên mà chúng ta đã không xác định được đúng kiểu dạng đề rồi Thì làm sao mà các em có thể triển khai được đúng các cái luận điểm tiếp theo đúng không nào Việc em xác định được đúng đề bài, nghị luận xã hội là hiện tượng đời sống hay là tư tưởng đạo lý Nghị luận về thơ hay là nghị luận về chuyện sẽ giúp cho các em có thể hình dung được ra trong đầu những cái yếu tố cơ bản của từng cái thể loại và từ đó các em sẽ quy về các cái dạng bài và chúng ta sẽ đưa ra các cái bước để chúng ta triển khai ý theo tuần tự đúng không nào? Cái sai lầm thứ hai, lỗi thứ hai mà học sinh thường gặp phải đó là lỗi liên quan đến trình bày và diễn đạt. Thứ nhất là đề bài yêu cầu là chúng ta viết bài văn nhưng chúng ta lại viết thành đoạn văn. Hoặc ngược lại, đề bài yêu cầu là viết đoạn văn thì các em lại tách ra thành 3 phần là bài văn Vậy đầu tiên là lỗi trình bày là các em trình bày chưa đúng bố cục của bài văn hoặc đoạn văn. Thứ hai là lỗi trình lỗi trình bày và lỗi diễn đạt, đó là sắp xếp ý thì rất là lộn xộn. Triển khai luận điểm thì thiếu mạch lạc và chặt chẽ. Đây là lỗi thường gặp khi các bạn học sinh chúng ta không hiểu và nắm rõ được đề bài, dẫn đến là chúng ta sẽ triển khai rất là lộn xộn và thiếu rành à, mạch và chặt chẽ. Lỗi thứ ba liên quan đến diễn đạt là diễn đạt bị lập ý, bị lan man, dài dòng, không đúng trọng tâm và diễn đạt văn nói. Đến tận thời điểm này, cô nghĩ rằng vẫn, vẫn còn rất nhiều những bạn chưa phân biệt được đâu là văn nói và văn viết đấy các em ạ. À. Văn nói và văn viết đây là người ta phân biệt giữa hai cách thức trong đời sống của chúng ta. Nếu như khi các em nói, như cô nói chuyện với các em như thế này, thì các em thấy chúng ta có thể chêm sen vào một vài cái từ văn nói như là đâu, cơ mà, thế à, rồi thì là mà, đúng không nào? nhưng khi chúng ta đã viết vào trong bài rồi thì chúng ta phải luôn luôn trau chuốt về mặt ngôn từ và từ ngữ, không thể để những cái từ văn nói như vậy trong bài viết được. Ngoài ra cũng còn những mắc những lỗi liên quan đến lỗi trình bày như là trình bày thiếu khoa học này, các em tẩy xóa này, gạch xóa nhiều này, hay là chúng ta trình bày thiếu khoa học chúng ta uh, bổ sung thêm vào nhưng chúng ta không có chú thích rõ ràng. Đây là những lỗi rất là cơ bản mà các em cần phải lưu ý trong quá trình khi chúng ta làm bài và khắc phục nhé. Lỗi thứ ba là lỗi kiến thức đây là một trong những lỗi sai rất là trầm trọng và bị trừ điểm rất là nặng, các em lưu ý nhé. Đầu tiên là sai kiến thức cơ bản về tác phẩm. Ví dụ đấy là tác phẩm truyện, chúng ta lại nói đến là thơ. Đấy là phương thức nghị luận, chúng ta lại nói đây là phương thức thuyết minh hay là phương thức biểu cảm. Như vậy sai ngay từ đầu về kiến thức rồi là cứ sai kiến thức là các em sẽ bị trừ điểm toàn bộ cái câu hỏi đó. Thứ hai là lỗi nhầm lẫn kiến thức. Ví dụ như chúng ta nhầm lẫn các giai đoạn kháng chiến chống Pháp với chống Mỹ, nhầm tên tác giả Y Phương với Viễn Phương là chuyện rất là bình thường hay là nhầm lẫn giữa các cái thể loại rồi phương thức biểu đạt với nhau. Lỗi thứ ba là chưa phân biệt được đúng các khái niệm, vì thế nên là uh, dẫn đến là xác định sai vấn đề. Ví dụ như nhiều bạn còn chưa phân biệt được khái niệm thế nào là ẩn dụ, thế nào là hoán dụ, chưa phân biệt được các kiểu câu, uh, câu phân loại theo mục đích nói thì có gì khác với lại câu uh, phân loại theo cấu trúc ngữ cấu tạo ngữ pháp. Như vậy là ngay từ đầu khi chúng ta chưa phân biệt được khái niệm thì rõ ràng là các em chúng ta sẽ gặp bối rối và lúng túng. À, ví dụ như đề bài tôi yêu cầu là Nhân đề bài thơm mùa xuân nho nhỏ Được cấu tạo bởi những từ loại nào Đấy, thế thì rõ ràng là khái niệm về từ loại Chúng ta cần phải nắm chắc đúng không nào Được cấu tạo bởi danh từ mùa xuân và tính từ nho nhỏ Thì đầu tiên ta phải phân biệt được các khái niệm với nhau Mà những khái niệm này thì sẽ thường thường sẽ là nằm trong các khái niệm liên quan đến tiếng Việt Vậy thì kiến thức về tiếng Việt của các em Trong phần kiến thức phải nắm rất chắc Những kiến thức liên quan đến từ, câu, biện pháp nghệ thuật tu từ rồi các phần liên quan đến hội thoại chúng ta đều phải nắm rất là vững. Kiến thức liên quan đến tác phẩm về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, phương thức biểu đạt chúng ta cũng cần phải có sự ôn tập lại thật là kỹ càng. Lỗi tiếp theo là lỗi dùng từ và lỗi chính tả. Những lỗi này mặc dù là trừ điểm thì không quá nhiều nhưng các em cứ thử tưởng tượng xem, một bài mà chúng ta mắc quá nhiều những lỗi dùng từ và lỗi chính tả thì cũng giống như là khi các em chúng ta ăn một bát cơm ấy, chúng ta lại gặp rất nhiều những cái hạt sạn ở trong bát cơm đó thì sẽ đem lại một cảm giác rất là khó chịu đúng không nào? Thế thì lỗi dùng từ thường gặp như là như sau, dùng từ không phù hợp về sắc thái ý nghĩa. Ví dụ như chúng ta nói là gì, những anh bộ đội đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc chứ chúng ta không thể nói là những anh bộ đội đã bỏ mạng thân mình để bảo vệ Tổ quốc được. Giữa từ hy sinh và từ bỏ mạng mặc dù đồng nghĩa với nhau nhưng lại không như lại khác nhau về sắc thái ý nghĩa tiếp theo những lỗi sai về chính tả thiếu dấu thiếu nét ví dụ như là từ cô thường gặp các bạn gặp lỗi sai rất nhiều về lỗi từ như là câu câu chuyện này lẽ ra phải viết là câu chuyện ch đúng không ạ thì các bạn viết là câu chuyện này rồi viết sai do đọc trạch âm vần ví dụ như là lãng mạn với lãng mạn đấy ở đây từ đúng phải là từ lãng mạn đúng không ạ nhưng các bạn lại thường viết là lãng mạn hay là những từ như là à, câu chuyện với câu chuyện này lãng mạn với lãng mạn này đấy rồi dùng từ chưa trau chuốt có hiện tượng lập từ và bí từ chưa trau chuốt tức là chúng ta sử dụng những cái từ ngẫu cách rất là tự do và thiếu đi cái sự trau chuốt trong cách dùng từ và lập từ rất là nhiều ví dụ như nói về lý tưởng sống cống hiến thì các bạn cứ lặp đi lặp lại cống hiến cống hiến cống hiến à, chúng ta có thể sử dụng những cái từ khác để thay thế ví dụ như là những từ đồng nghĩa như là đóng góp đúng không nào rồi là hy sinh đúng không nào rồi thì là À, các cái từ khác nhau à, cùng đồng nghĩa để chúng ta sẽ thay đổi cho vấn đề đó thì sẽ bài viết chúng ta sẽ à, nó sẽ phong phú hơn rất là nhiều. Lỗi cuối cùng là lỗi về sử dụng dẫn chứng. Đây là một trong những lỗi mà gần như là rất nhiều bạn mắc này. Lỗi về sử dụng dẫn chứng. ở đây cô muốn nói đến việc sử dụng dẫn chứng trong kiểu bài nghị luận văn học nói riêng cũng như là cả kiểu bài nghị luận xã hội nữa. Với kiểu bài nghị luận văn học thì lỗi khi sử dụng dẫn chứng là thông thường các bạn sẽ không có những dẫn chứng cụ thể. Các bạn chỉ nhớ mang máng dẫn chứng thôi và trích dẫn một cách rất là sơ sài. Ví dụ các bạn nhớ được là à nhân vật ông hai có một cái chi tiết là cổ ông lão nhẹn ắng lại ra mặt tê dân dân, ông lão lặng đi tưởng như không thở được. Đây là một chi tiết trong tác phẩm, một dẫn chứng trong tác phẩm mà các em cần phải nhớ khi phân tích nhân vật ông hai. Nhưng nhiều bạn thì vì cũng không nhớ lắm nên chỉ ghi là cổ ông lão nhẹn lại, ông lão rất là sững sờ và hoảng hốt. Như vậy thì rõ ràng đấy không phải là một dẫn chứng đúng không nào? Hay là khi phân tích về thơ các bạn lại không thuộc thơ nên chúng ta cũng không đưa ra được trích dẫn được câu thơ ở trong bài làm của mình như vậy đây là một trong những lỗi rất là trọng tâm uh, rất là nguy hiểm trong quá trình khi mà các em chúng ta làm bài thi thứ hai là trong bài nghị luận về xã hội thì chúng ta cũng thường là cô thường hay đùa với các bạn học sinh là uh, tất cả các bạn dường như là chỉ có một dẫn chứng duy nhất là bác hồ bài nào cũng đưa dẫn chứng về bác hồ uh, khiêm tốn cũng có bác hồ thậm chí là lý tưởng sống cống hiến cũng bác hồ rồi thậm chí đề bài đưa ra rõ ràng là vấn đề của thế hệ trẻ ngày nay các bạn cũng đưa bác hồ vào một cái thực trạng là chúng ta quá nghèo nàn về dẫn chứng quá nghèo nàn về kiến thức xã hội dẫn đến là tình trạng các em sẽ đưa dẫn chứng không tiêu biểu thuyết phục cho luận điểm hoặc chúng ta đưa dẫn chứng rất là chung chung và dẫn chứng còn chủ quan và cảm tính thế nào là chủ quan và cảm tính có nghĩa là chúng ta đưa một dẫn chứng đó là về Ờ, bản thân các chúng ta hay là một người gần gũi với chúng ta như là bố em, mẹ em hay là câu chuyện của cá nhân em, những cái dẫn chứng đó được không được coi là một dẫn chứng thuyết phục và tiêu biểu bởi vì nó chưa mang tính khách quan và cũng không phải ai cũng biết đến đúng không nào? Thế thì một trong những cách mà cô có thể gợi ý cho các em khi lấy dẫn chứng trong kiểu bài nghị luận xã hội như sau. Thứ nhất các em phải chú ý cho cô là dẫn chứng phải phù hợp với phạm vi đề bài. Thứ hai dẫn chứng phải gần gũi, tiêu biểu và thứ ba dẫn chứng phải có tính thời sự. Và muốn làm được như vậy thì chúng ta cần phải có quá trình chúng ta siêu tầm dẫn chứng, siêu tầm các em có thể siêu tầm theo chủ đề ví dụ như chúng ta siêu tầm những dẫn chứng liên quan đến uh, đức tính khiêm tốn, liên quan đến lòng dũng cảm, liên quan đến lối uh, sống tử tế, hay là liên quan đến những người thành đạt thành công, liên quan đến những thế hệ trẻ vân vân ta có thể siêu tầm dẫn chứng ạ và đây là một ví dụ về một dẫn chứng mà cuộc sống thử thách, cuộc sống phải trải qua nhiều khó khăn thử thách thì bạn học sinh viết bạn đã lấy dẫn chứng về Bill Gates bạn sẽ đưa ra với các bước như sau đầu tiên là bạn đưa nêu dẫn chứng bước thứ hai là bạn tái hiện dẫn chứng ông đã chọn con đường riêng là bỏ học đại học và mở công ty bước thứ ba là ông bình luận dẫn chứng là bản thân Bill Gates đã phải trải qua rất nhiều những khó khăn và thử thách cuối cùng là chốt ý lại và bám đề là sóng gió cuộc đời không ít và ông đã thành công và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn vân vân Thế thì rõ ràng em thấy rằng ở đây là không chỉ là quá trình chúng ta phân tích dẫn chứng mà chúng ta còn phải bám sát vào dẫn chứng để chốt ý bám đề bám vào cái luận điểm mà chúng ta đã nêu lên có thể nói rằng giai đoạn này của các em là một giai đoạn mà rất là thử thách đối với các bạn học sinh lớp 9 vì chúng ta phải tạm rời xa ngôi trường của chúng ta, không được lên lớp học tập trực tiếp nữa do tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp nên phần lớn các trường học đều triển khai hình thức học online trực tuyến. Học online trực tuyến mặc dù là một hình thức rất là hiện đại và tiên tiến nhưng đương nhiên các em học sinh cũng gặp khá là nhiều những khó khăn trong quá trình khi mà các em ôn thi trong giai đoạn nước rút này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những bí kíp, những bí quyết quan trọng cơ bản để chúng ta sẽ cùng chinh phục được kỳ thi này nhé. Và hơn nữa là chúng ta cũng sẽ chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi là chúng ta đã bước vào kỳ thi quan trọng này rồi. Thế thì cô Trang sẽ đưa ra những bí kíp và để chúng ta làm sao có thể ôn thi được hiệu quả nhất nhé. Đầu tiên trong giai đoạn nước rút này các em cần phải tổng hợp được kiến thức dưới dạng sơ đồ hóa. Bây giờ không còn là giai đoạn chúng ta sẽ phải ôn chi tiết đến từng bài nữa mà chúng ta cần phải có quá trình là chúng ta sẽ tổng hợp và hệ thống hóa lại kiến thức. Thứ nhất là dưới dạng sơ đồ tư duy. Thứ hai là dưới dạng hình thức là chúng ta học một trang, tức là chúng ta sẽ trình bày toàn bộ kiến thức cơ bản này theo đặc trưng thể loại và viết trọn vẹn trong một trang giấy, người ta gọi đấy là học một trang. Ví dụ như là về thơ, chúng ta sẽ lưu ý đến các khía cạnh như là mặt cảm xúc, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật tình cảm tác giả Về chuyện chúng ta lưu ý đến hoàn cảnh sáng tác, ngôi kể, tình huống, nhân vật, chi tiết nghệ thuật Cô lấy ví dụ như đây là một sơ đồ tư duy Các bạn ấy lập liên quan đến nhân vật bé Thu Sẽ có các cái phẩm chất của bé Thu Ví dụ như thương yêu cha mãnh liệt này Được chứng minh qua các chi tiết này Một cô bé đầy cá tính này Và nghệ thuật xây dựng tình huống đầy bất ngờ này Xúc động này Hay là tác phẩm nói với con của Y Phương Thì ở đây bạn cũng lập theo các cái bố của bài từ nói với con về cội nguồn sinh dưỡng này rồi vẻ đẹp của người đồng mình rồi lời nhắn nhủ của người cha đấy hay là bạn có thể ôn theo hình thức học một trang như thế này như cô vừa hướng dẫn cho các em đúng nào viết toàn bộ trong vòng một trang giấy thi ôn tất cả những vấn đề và như vậy để các em sẽ tổng hợp và hệ thống hóa lại kiến thức cách thứ hai là các em sẽ gom các tác phẩm lại với nhau để ôn theo chủ đề và chuyên đề cụ thể là chúng ta sẽ gom các tác phẩm với đề tài ôn tập liên quan đến các chủ đề chuyên đề như là tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, chủ đề về người lính, hay là gom các vấn đề để ôn theo chủ đề như là vấn đề về phương châm hội thoại, những biện pháp nghệ thuật hay là uh, nghị luận văn, nghị luận xã hội, vân vân. Hình thức ôn theo chủ đề và chuyên đề này các em hoàn toàn có thể tự làm được hoặc là có thể nhờ sự hướng dẫn của các thầy cô giáo của các em. Nhưng khi ôn theo chủ đề các em luôn luôn nhớ giúp cô Chúng ta ôn theo chủ đề Gom các tác phẩm cùng chủ đề lại với nhau Thì các em cần phải có một cái nhìn tổng quát Cần phải có cái nhìn giữa điểm giống nhau giữa các tác phẩm Và điểm khác nhau cơ bản giữa các tác phẩm là gì Và cuối cùng chúng ta sẽ hệ thống hóa lại kiến thức Cuối cùng trong giai đoạn ôn thi nước rút này Các em cũng không quên chúng ta cần phải rèn luyện làm đề thi hàng ngày thậm chí với thời gian này với hình thức là các em học online không quá nhiều và cũng không mất thời gian đi lại thì cô khuyên các em nên dành ít nhất thời gian để các em làm ít nhất là một đề đến hai đề trong một ngày tuy nhiên không phải chúng ta làm đề rồi đề đó mà chúng ta cần phải so sánh đối chiếu với đáp án để rút ra kinh nghiệm để bổ sung những kỹ năng và kiến thức còn thiếu đặc biệt là một lưu ý rất quan trọng là chúng ta không được lặp lại cái lỗi sai của chính mình người ta thường nói rằng là không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả không ai chúng ta lại lặp lại chính cái lỗi sai mà mình đã từng mắc phải cả có nghĩa là các em chúng ta đã mắc lỗi đấy rồi thì khi mình làm đề xong rồi chúng ta cần phải gạch bỏ loại bỏ được cái lỗi sai đó đặc biệt một lưu ý rất quan trọng là các bạn cần phải rèn được kỹ năng đọc đề phân tích đề và tìm ý rèn được kỹ năng đọc đề chúng ta không chỉ đọc đề một lần mà chúng ta phải đọc đề ít nhất là 2 đến ba lần dùng bút highlight hoặc dùng bút chì gạch chân vào những yêu cầu từ khóa trong đề bài để chúng ta xác định đúng trọng tâm vấn đề và một điều đặc biệt nữa trong giai đoạn ôn thi nước rút này chính là việc mà các em cần phải giữ được sức khỏe làm sao chúng ta phải bồi bổ sức khỏe để có một tinh thần học tập thật là tốt này và đặc biệt là chúng ta phải giúp uh, giữ một cái tâm lý rất là vững vàng uh, với một tâm lý mà cô thường khuyên các bạn học sinh là khó thì không nản mà dễ thì đừng chủ quan tâm lý vững vàng đó sẽ giúp các em có thể chinh phục được các cái bài thi và thật là hiệu quả hơn như vậy trong khung thời gian không nhiều trong với bài chia sẻ ngày hôm nay trong chuỗi bứt phá ôn thi vào 10 cùng học mãi những lưu ý quan trọng trong ôn thi môn ngữ văn trong giai đoạn nước rút vào 10 thì cô Trang hy vọng rằng với ba nội dung mà cô Trang đã chia sẻ ngày hôm nay cô mong muốn là chúng ta sẽ hệ thống hóa lại kiến thức bắt đầu từ buổi học ngày hôm nay và chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một tâm lý thật là vững vàng để chúng ta sẽ bước vào kỳ thi thật là hiệu quả kèm hãy trang bị cho mình một sức khỏe thật tốt một tinh thần ổn định và hành trang chúng ta mang theo sẽ là kiến thức kỹ năng và một thái độ rất là tích cực và lạc quan. Cuối cùng, à, cô chúc tất cả các em sẽ ôn thi hiệu quả và chinh phục được kỳ thi vào 10 thật là thành công. Chào các em.